Cháu tránh cách
phải nhờ một người lạ để điện thoại đấy, chứ để em không nói. Không, thế thì đi vào cái nào để quyết định, bởi vì ra đây thì đuổi cháu. Mà cháu đã không rồi, không phải cháu đã quá khổ rồi chú ạ, nhà cháu quá khổ rồi. Nhà cháu ở dưới bên ngoài kia, mọi người xuống nhà cháu xem nhà cháu bây giờ đổ nhà rồi kìa. Cả một bè ra, sao đang nằm ở nhà kìa. Mà cháu đã phải về thất vào luật sư mấy trăm với cháu. Mất một bè ra, mất bốc đổ cái cả nhà thì nhờ người dân để về thất vào luật sư. Đây, chú xem đi, còn nhắn tin cho cháu là chị về văn phòng thành lý hợp đồng phải lấy tiền. Nhưng mà cháu về đến văn phòng không làm, không thanh lý, đây bằng chứng đây, biên bản cháu về. Mà trong khi đó luật sư Nam này cách ở Hà Nội có mấy cây số mà đoàn luật sư mời 2 lần liền không đến. Ông ở đây để giải quyết nhá, ông ở đây để giải quyết không, ông lấy tiền của tôi không trốn là không được, ông lấy tiền của tôi trốn là không được. Đây phó tài nguyên đi, lúc nào mà nhận tin trả lời đây, còn biết đánh cái gì nữa. Về 2 lần mời đoàn tôi đúng không? Cô nói để Yên chỉ... Cháu phải về 2 lần về đoàn luật sư rồi. Biết rồi, cô để Yên nói. Mà cô ấy chắc chứng số không ra thì nói chắc. Không ra thì nói chắc. Mà từ đấy ra, từ đoàn đấy ra đến đoàn luật sư có mấy cái số. Mà cháu 2 lần rồi. Đấy. Đặt lịch đàng hoàng rồi. Ở dưới đoàn luật sư còn đây rồi, đang có văn bản sang bên kia là này không tôn trọng. Mà khi 2 lần không ra nói chắc. Không mấy. Đi. Đi vào công an đi. Đây là cái vụ mà xảy ra cách đây 2 năm rồi. Nhà cô Tươi, cô ấy nhờ đoàn luật sư Hà Nội lên để bảo chữa cho cô cái việc xâm phạm đất đai, nhưng mà cầm tiền của cô Tươi nhưng mà lại không giải quyết.
không giúp cho thân chủ. Và bây giờ hôm nay có cái vụ lên đây giải quyết, luật sư Trần Thu Nam lên trên này giải quyết bảo chữa cho ông Dũng ấy, cái vụ đền bù đất đai trong Mường La ấy, Quỳnh Nhai ấy. Thì hôm nay ra tóm sống. Bây giờ sẽ cùng nhau ra công an thành phố. Xe 30F 437 35.